thanh niên chia sẻ hình ảnh rùa bò vào nhà, dân mạng đưa ra lời cảnh báo. Cứ ngỡ rùa bò vào nhà là gia đình có điềm sắp gặp tin vui, may mắn, nào ngờ sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, thanh niên nhanh chóng được dân mạng cảnh báo phải thả ngay con rùa này ra ngoài môi trường tự nhiên. Mới đây, cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip do nam thanh niên đăng tải về hiện tượng một chú rùa bất ngờ bò vào nhà khi trời đổ mưa lớn, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Theo đoạn clip ghi lại, con rùa chậm chậm bò vào trong nhà, tuy nhiên, hình dạng con rùa này khá đặc biệt khi nửa giống rùa, nửa giống ba ba. Không những vậy, trên mai con rùa này khá sần sùi và gai góc. Ban đầu, thanh niên vẫn đinh ninh rằng con rùa sẽ rất hiền hòa và lành tính, anh định quay lại clip làm kỷ niệm và chia sẻ lên mạng xã hội tình huống thú vị này. Thế nhưng, dân mạng ngay sau khi xem được đoạn clip này lại ngay lập tức gửi lời cảnh báo đến nam thanh niên. Theo đó, nhiều dân mạng cho rằng đây là giống rùa cá sấu khá nguy hiểm, có lực cắn rất mạnh. Thậm chí, chỉ cần thấy con mồi trong tầm ngắm, con rùa này sẽ lập tức tấn công mà không cần do dự. Do đó, cư dân mạng khuyên thanh niên nên bán đi hoặc thả về tự nhiên để tránh việc bản thân và gia đình gặp nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.